Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các địa phương cơ bản bám sát cơ sở, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đặc biệt là tăng cường tuyên truyền triển khai các phần việc liên quan đến người dân. Cụ thể, đối với các tiêu chí nông thôn mới thuộc về nhân dân thực hiện, các huyện xã tăng cường tuyên truyền vận động bà con tích cực tham gia. Kết quả nổi bật đó là trong năm 2019, toàn tỉnh đã mở mới nâng cấp được gần 500 km đường giao thông nông thôn, vượt kế hoạch đề ra. Ở nội dung này, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân các địa phương tích cực đóng góp nguyên vật liệu, tiền mặt, ngày công lao động tham gia mở đường. Đối với các thiết chế văn hóa, cùng với nguồn lực của nhà nước đầu tư xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao xã, tại các địa phương đã xây dựng mới 41 nhà văn hóa thôn, sửa chữa nâng cấp 39 nhà văn hóa. Ở nội dung này, nhân dân các địa phương cũng tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu và góp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động. Riêng tiêu chí môi trường nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, bà con đã thực hiện xây dựng mới gần 8.600 nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 3.000 chuồng trại nuôi gia súc hợp vệ sinh, đào hố rác gia đình bằng các giải pháp huy động nguồn vốn và kỹ thuật thi công trong năm 2019 công ty địa lực lào cai đã đóng điện đưa điện lưới quốc gia đến gần 1.000 hộ dân ở các thôn bản vùng cao vùng sâu vùng xa và vùng biên giới của tỉnh công ty đã đầu tư 100 tỷ đồng cấp điện cho 860 hộ dân thuộc các xã xuân hòa nậm đét thuộc các huyện bắc hà bảo yên đây là những thôn Bản vùng cao, vùng xa, vùng biên giới có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống và sản xuất còn nhiều khó khăn. Hiện tại công ty điện lực Lào Cai đang phục vụ hơn 193.000 khách hàng, sản lượng điện cung ứng hàng năm là 2,5 tỷ kWh, đạt tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng. Điện lực Lào Cai đã áp dụng nhiều giải pháp để cải tạo lưới điện, chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, đạt mức 2,3% thấp nhất trong cả nước. Ngoài ra thì công ty cũng tập trung thực hiện song hành việc bảo đảm cấp điện ổn định chất lượng cho các khu cụm công nghiệp, đồng thời hướng mạnh với cơ sở đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến 80 thôn bản chưa có điện trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% hộ dân ở tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Khát khao tiếp cận tri thức để đổi đời là động lực để phong trào khuyến học khuyến tài của huyện Sapa những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và ngày càng được nhân rộng. Dù hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình dòng họ tại Sapa vẫn nhất quyết cho con em mình học hành đến nơi đến chốn. Bởi đây chính là điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc ấm no. Dòng họ Sần ở xã Tà Van là một trong những điển hình tiêu biểu như thế. Dòng họ Sần là một trong những dòng họ đầu tiên đặt trên lên mảnh đất Tà Văn, huyện Sapa. Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, đây cũng là dòng họ đi đầu trong phong trào hiếu học trên địa bàn. Là người đứng đầu dòng họ Sần, ông Sần Tráng là người tiêu biểu nhất, thành đạt nhất của cả dòng họ. Ông Tráng nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991-2002. Trước đó, ông cũng từng giữ chức Phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ông luôn dạy con cháu sống tiết kiệm, lấy sự đạm bạc để làm lẽ sống. Cùng với đó, ông Tráng cũng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, chăm lo tới việc học tập của các thế hệ sau. Hàng năm là cái dòng họ chúng tôi có cái họp họ và có tổ chức tuyên dương khen thưởng các cháu, nhất là các cháu trong các cái cuộc thi của các trường lớp, của các cái sự kiện. Chúng tôi cũng thường giáo dục các cháu là muốn tiến bộ, muốn phát triển được, muốn hiểu biết được thì phải có học tập. Bởi vậy, nhiều năm qua, các thế hệ con em của dòng họ Sần luôn quan trọng việc học và đạt được những kết quả cao trong học tập. Hiện 100% con em trong dòng họ Sần đều đến trường đúng độ tuổi, không có người bỏ học. Dòng họ có 18 hộ thì có đến 20 người học cao đẳng đại học. Nhiều người trong dòng họ nắm giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh và huyện Dòng họ Sần cũng nhiều năm liền được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sapa, hai lần được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2014, 2014-2018 có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài. Đặc biệt, mỗi thành viên trong dòng họ đều luôn ý thức trách nhiệm phải học tập để làm dạng danh gia đình dòng họ và đóng góp xây dựng quê hương. Để cho các cháu càng ngày càng phát triển, càng học hành lên cao nữa, thì tôi là một người trong dòng họ cũng động viên con cháu gọi là chăm sóc các cháu từng ngày từng giờ gọi là từ trên lớp đến về nhà thì chúng tôi cũng từng gia đình động viên cho con cháu để các cháu trưởng thành bây giờ thì con cháu đã đã có công an việc làm thì tôi cũng rất là vui mỗi dịp lễ Tết con cháu dòng họ sần lại quây quần tề tựu đông vui và trong những câu chuyện gia đình không thể thiếu những lời động viên khích lệ cháu con vươn lên trong học tập. Những kết quả đạt được trong việc thi đua khuyến học khuyến tài của dòng họ Sần không chỉ tăng thêm tình đoàn kết trong dòng họ, nâng cao tri thức, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc giấy mà còn đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình dòng họ hiếu học ở Tà Văn thực hiện đề án thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kế hoạch số 274 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Đến nay, tỉnh đoàn Lào Cai đã chỉ đạo các cấp bộ phối hợp tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm trên toàn tỉnh, giới thiệu việc làm cho trên 2.800 đoàn viên thanh niên, tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp duy trì có hiệu quả 10 mô hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, huyện nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2019, ban chấp hành tỉnh đoàn hỗ trợ 6 dự án thanh niên làm kinh tế, trong đó có 2 dự án đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2019. Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai quản lý là gần 700 tỷ đồng, với 551 tổ tiết kiệm và 16.337 hộ đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất. Chúng ta có thể bắt gặp được những cái khẩu hiệu phòng chống tác hại của thuốc lá ở bất cứ đâu, tại cơ quan trường học, bệnh viện, bến tàu xe hoặc các nhà hàng khách sạn và không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, nhiều cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trung tâm y tế huyện Bảo Yên là một trong những đơn vị làm rất tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Tại các hành lang phòng khám điều trị bệnh nhân, khuôn viên đều được lắp đặt các biển cấm hút thuốc lá. Đặc biệt trung tâm còn trang bị hệ thống cảm biến báo cháy tại tất cả các phòng hành lang. Khi phát hiện khói thuốc, hệ thống báo động sẽ thông báo đến tổ bảo vệ. Không chỉ vậy, đơn vị còn đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, làm tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên cơ quan. Nhưng đối với trung tâm y tế chúng tôi thì đã xây dựng kế hoạch của ban thành lập ban chỉ đạo của trung tâm y tế và, và thường xuyên trong các buổi giao ban cơ quan cũng như giao ban công tác y tế xã trên địa bàn thì đều triển khai đến công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn đặc biệt là đối với viên chức năng của trung tâm thì không thực hiện thuốc lá và các phòng làm việc và hội trường do ban của quốc an thì đều có cái biển không hút thuốc lá. Tại trường phổ thông trung học số 1 huyện Bảo Yên, để công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp. Hàng năm, trường kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó 100% cán bộ viên chức người lao động và học sinh được phổ biến về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nghị định của chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. 100% phòng lớp học treo biển cấm hút thuốc lá theo quy định, xây dựng trường học không khói thuốc. Bên cạnh đó đưa vào nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức xây dựng trường học không khói thuốc, bổ sung vào nội dung quy chế của nhà trường. Khi em phải đứng cạnh một người hút thuốc lá thì em rất là cảm thấy khó chịu. Tại vì bản thân em cũng là một người có vấn đề về bệnh đường hô hấp ạ Và rất là may trong nhà em thì lại không có ai, không có ai hút thuốc lá. Mặc dù công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra khá phổ biến và một trong những nguyên nhân chính là do việc thực thi pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá còn hạn chế. Bởi vậy để tăng hiệu quả thực thi trong việc phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới, công tác tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá trong nhân dân phải được đặc biệt coi trọng. Bên cạnh đó, việc tăng hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực này cũng phải được nâng cao. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.